Rồi em chân kính chào tất cả anh em ha. Sáng nay em lên lại tiếp cái lô máy mà máy to anh em nha. Con từ như là máy nổ lại bình hơi với máy hàn và con bàn. Đấy. Ở ngoài sân trước sân nhà em thì nó chỉ có mấy con này thôi. Một lát nữa em sẽ quay hết khúc này thì em sẽ vô trong anh em nha. Vô trong là bình hơi lại con bàn. Nó lại máy hàn. Đấy. Còn cái này thì em quay trước. Rồi cái hình thức mua bán của anh em là cái lô này là em sẽ nói từng con luôn anh em nha. Con nào em bán mù là em bán mù, còn con nào mà coi như điện 100V là điện 100V anh em nha. Như con này điện 220 3 pha là em bán mù anh em ha. Còn con này điện 100V nè là em bán theo là em test được là em sẽ test cho anh em coi ha. Còn mấy cái này thì cũng còn là bán mù không chứ đâu có điện đâu. Ba con này không có điện. Máy nổ lại cái đục gì á, đục tay đục hơi hay sao. Đấy. Rồi anh em cái lô hàng này anh em vui lòng chuyển khoản trước giúp em mỗi đơn là 500k trở lên nha. Tại loại hàng này toàn là 5-60kg một con không à. Rất nặng luôn, bao nặng luôn. Như con này 51kg nè. Đấy. Con từ điện 220 3 pha. Nói chung là toàn bộ tất cả mặt các đơn hàng em đều bao ship anh em nha. Đấy, giá là em đã đưa lên trên máy và em bao ship toàn bộ luôn anh em nha. Bất cứ một cái đơn nào em cũng bao ship hết. Rồi. Hình riêng video ngày hôm nay là riêng con nào thì em sẽ nói riêng con đó luôn cho anh em dễ anh em nha. Rồi con này mã số 200. Mã 200. Giá của nó là 2 triệu 200k. Điện 3 pha, có dây điện đầy đủ anh em nha. Dây rất dài luôn, quấn này luôn. Bữa em có bán con 2 triệu mà không có dây điện gì hết anh em ơi. Đây công tắc của nó đây. Hàng Acha Master AC 200V 3 pha 25mm Nitokoki. Đấy từ đây anh em ha. Đây là điện 3 pha đây. Đấy. Nó có 4 cháu là điện 3 pha này. Nhưng con này Nitokoki quay lên quay xuống bình thường luôn anh em ha. Quay lên quay xuống bình thường luôn. Này là công tắc của nó đây. Đó. Công tắc của máy khoan. Nhưng mà không có điện test đâu. Rồi lật lại em. Đấy. Wow. Hình thức của nó đây anh em ơi. Hitachi Acha. Quay lên quay xuống bình thường. Nói chung là còn nguyên vẹn hết á. Nhưng mà chỉ có là để điện 3 pha thôi anh em ha. Con này điện 3 pha. Rồi giá của nó là 2 triệu 200k. Bao ship không bao gì nữa anh em nha. Riêng con này 2 triệu 200 bao ship. Rồi con này mã 201. Đó. Con này cũng máy nổ này anh em ơi, nó lộn vô con này biết bó tay luôn. Giá 1 triệu bao ship. Bán thêm dây chai luôn anh em nha. Đó, máy rất nặng luôn. Đấy. Anh em nào hút con này về coi nghiên cứu. Đây, tem của nó đây. G3L. Đấy. Nhập hàng giờ nó bỏ vô trong bao coi như là đổ ra có cái loại đồ yêu này em không biết đường nào luôn. Này. Đấy. Anh em coi đủ đồ không anh em ha, đủ đồ anh em về lấy nghiên cứu hoặc là cái máy này là máy gì, máy bơm gì, máy nổ, nó chạy xăng. Rồi mã 201 giá 1 triệu luôn anh em nha. Rồi đưa con này qua em. Con này 1 triệu bao ship anh em nha, máy bao nặng luôn. Rồi loại này mã 202. Cầm riêng em, cầm riêng cục ra. 202 cục này 550k và 203 600k. Đấy. Này là máy đục anh em ha. Đục. Đấy. Còn rất là ok luôn á. Toyo Koyo. Đấy. Có cái mũi gì lỗ thông gió. Đây là cái mũi đục sao. Đấy. Nặng mười mấy ký anh em ha. Rất nặng luôn. 17kg. Đấy. Đây là mũi đục đây. Đục bao nhiêu ly không biết luôn. Đục. Như ống này ống hơi đục hơi sao đó, anh em sử dụng qua rồi anh em biết ha. Rồi cục này mã 202 550 anh em nha. Nó chỉ có như thế này thôi anh em nha. 202 giá 550k. Còn cục này đủ đồ hơn. 203 600k. Nó có thêm cái ống này anh em ha. Đó, hai con như nhau luôn. Nó có thêm cái ống này. Toyo. Rồi, 202
203 600k con này. Rồi con này là 204. 204, con này là 2 triệu anh em ha. Con này là nó hàng Acha, cục này điện 110. Gắm điện lên. Gắm điện vô. Đấy, đấy, fit kìa, fit đây, fit nè. Lấy cái tu vít hay cái cục sắt gì đó. Này thử cái từ lên quấn bật công tắc kia lên. Đó, hít quấn hít nè anh em nha. Cái từ là quấn con sóng nè. Đó. Hít. Dính hít nè. Rồi cái từ thì hít, máy thì không chạy anh em nha. Máy này bóp không chạy. Đó, anh em giờ nhà tháo con máy này ra, máy này vệ sinh lại. Là nó coi như hên xui anh em nha. Em bao cho anh em cái từ nè. Đó, cái từ là quấn hít nè. Hàng Acha điện 100V 21mm. Rồi mã 204, cục này là 2 triệu anh em nha. Rồi đưa lên đưa xuống cũng không được luôn. Bây giờ tháo ra vệ sinh lại, dầu mỡ vô anh em nha, tháo miếng ốc nè. Vệ sinh lại, lật lại. Cái từ rút điện đây, rút điện đây. Đấy. Nằm xuống. Đó, bên ngoại hình là bên này. Mã số 47. Đấy, máy không chạy nhưng mà cái từ vẫn hít anh em nha. Con gắm điện vô là máy nó bóp nó không có chạy. Đấy, bao cho anh em cái từ hít. Đó, còn con máy thì anh em giờ làm lại nha, đừng không bao con máy nha. Máy nó thì thay cũng được dễ dàng thôi. Ừ. Rồi con này mã 204, giá của nó là 2 triệu bao ship anh em ha. Đấy. Máy bao to luôn, nặng rất nặng. 204 giá 2 triệu. Rồi con này 205 giá 1.700k. Nằm xuống em, nằm xuống, nằm xuống. Không có tay anh em ha. Đây hàng Acha luôn. Con này điện rồi. Điện 100V anh em nha. Kéo dài đây em, kéo dài. Điện 100V. Đây. Làm biến tét quá. Với lại cái từ thì nó đã mất cái khúc chỗ này rồi anh em nha. Đấy. Cho nên là bán coi như là chỉ có bao ship thôi anh em nha. Không bao gì nữa anh em ạ. Con này em cũng không test luôn. Con máy này em không test luôn anh em nha. Đấy. Này cái từ còn đầy đủ. Lật lại. Lật lại, lật lại. Này, này của nó cũng là điện 100V luôn anh em nha. Nó bị mất dây rồi. Không tắt. Hàng Acha luôn. Hitachi. Rồi con này mã 205, 1.700k luôn anh em nha, không có tay anh em nha. Này. Nó còn loại hai con dây đây nè. Anh em giờ anh em kéo ra anh em test ha. Bán luôn cho nó nhanh. 205, 1.700k bao ship anh em nha. Đó. 1.700 bao ship là 205 hết chưa? Rồi. Vô trong đây. Để viết đâu. Máy hàng với lại bình hơi không từ ở quên không bàn. Con này 206 dây điện không, kéo ra đây. Kéo con dây điện đó. Đây là 206 anh em nha. Con này là con máy gì á, từ từ gắm vô là bị kẹt anh em nha, từ từ đừng gắm. Đấy này cái gì đó, nó nặng 10kg. Này không phải của nó. Dây chừng. Có tem tiết gì anh em ha. Này nó có một cái motor ở trong đây nè, đấy. Có một cái motor đã bị mớp méo rồi. Đằng trước nó thì nó có đồ ra hơi. Như kiểu bình hơi á, à, có đồ ra hơi đây. Rồi gắm điện lên. 206 650k bao ship anh em nha. Cái này thì nó bị kẹt. Nó gắm điện cho nó kiểu gì. Đó, gắm vô nó bị kẹt anh em hả? Em ghi chữ kẹt đây. Mã 206 giá của nó là 650k bao ship anh em nha. Con này nặng hơn chục ký anh em nha. 206 650. Rồi, còn mấy hàng. TS 150
150W. Tay S 150. Rồi quay lại cho thẳng. Nó bị mất cái cây gạt rồi. Đây là 200V, đây là 100V. Nó xài được hai dòng điện. Đây là nó ra điện ấy nè. Đấy. Quay. Vẫn bình thường anh em nha. Đó, quay này cứng rồi nè, đó, hết quá rồi. Mình ngược lại. Con máy hàng. Hiệu gì đây? Đây, em đã cái tem nó đây anh em ơi. Con này nặng 32 kg. Anh em chụp màn hình lại xem giúp em nha. Rồi lật ngược cái đít lên đi. Đó. Đây. Máy chưa coi như đụng chạm chưa bung gì hết anh em ơi. Đó, mua em nhập về sao rồi, trong thùng nó đây. Có sao bán vậy luôn, máy hàng. Đây là chỉ có bao ship thôi anh em nha, không bao gì nữa anh em ha. Đây, ra sau đi. Rồi, hôm nay không sao, không có tem. Cái tem này. 200V, 100V. Đây, có hai cọng dây ở đây anh em nha. Đó. Rồi 207, con này giá 2 triệu anh em nha, nặng 32 kg, 2 triệu bao ship không bao gì nữa anh em không. Đó. Ở trên nó bị móp méo tí xíu nè, đấy. Móp méo chút thôi, rất nặng. Rồi, 207 2 triệu. Cái bên này 208, gắn vô im ru anh em ơi. Đó đây, rồi gắn điện cho em. Này là bình hơi. 208 Hitachi. Đó. Gắn nó kiểu cái cắt nè. Đó. Bật công tắc là nó kêu cắt cắt á. Cắt cắt ở trong á. Đó. Bình Hitachi. Rút điện em. Rồi 208 cục này 1 triệu bao ship anh em nha. Đấy. Đây là cái hàng nằm, 4 cái chân của nó. Nó nằm như thế này. Rồi Hitachi. 208, đây cái tem của nó đây anh em ơi. 900W. Rồi. Dây điện em nối vô đây nhưng mà nó không chạy nè. Đấy. Rồi 208 giá con này 1 triệu bao ship anh em nha. Anh em về tự dọn ha. Bao ship thôi không bao sắm ha. Rồi. Tiếp tục con này là 209, hàng Ryobi. Đấy, nó bị hở ở đây. Ở trong còn rất là đẹp luôn anh em nha, nhìn vô trong. Trong nhìn không có xét luôn. Con này 1.300k, đây tem của nó đây. 950W. Đó. Cắm điện cho em. Đây. Ryobi. Đồng hồ còn đầy đủ anh em nha, quanh biết vẫn còn luôn nè. Cắm nhá. Công tắc đâu. Cắm chưa? Rồi gắm vô im ru luôn anh em ha. Đây. Lật cái đít lại em. Rồi, đó là cái bầu ở dưới này nha, nước sơn còn đã chói luôn. Rồi, mã 208. Cục này 1.300k bao ship nha anh em ha. Rất nặng anh em ha. À, con này 209 đâu? Rồi quên. Đây 209 chứ. Em đọc lộn anh em ha. 209 1.300k nha. Rồi, con này. Con này là cái thùng dầu. Thùng dầu mã 210, giá 2 triệu anh em nha, chỉ có cái thùng dầu thôi. Con này hàng từ. Còn nước sơn này còn rất ok luôn anh em nha, hàng cách tuôn. Bockwell Bắc. Cách tuôn Bockwell Bắc. Đấy. Nó chỉ có cái cọng dây thùng dầu em lấy cọng dây rồi. Nó chỉ có con dây này thôi anh em nha, không có dây điện nha. Đây. Có dây điện. Đâu, có dây điện cắm vô. Cắm vô nhưng mà nó cũng im ru, nó không có đầu mốt, nó mất cái đầu mốt hay sao. Đấy. Ba cháu hả? Cái đó không, cái đó cái gì. Cái này bẻ cái này ra là cắm điện được, nhưng mà nó cũng không có cái. Nó còn một cái nữa hay sao á. Đấy. Chứ thùng dầu nó phải đi đôi với một cái nữa. Mất tem rồi anh em nha. Rồi bán thùng dầu đây, bao ship 2 triệu anh em nha. Đấy. Rồi anh em về nghiên cứu ha.
Này là điện 100V anh em nha, nhưng ba cháu nó bẻ một chân thôi gắm được. Đấy, ba cháu đó thì bẻ một chân gắm được. Giờ còn rất là ok luôn, rất mới luôn. Đấy. Rồi. Mã 210, giá nó là 2 triệu. Còn đây là mã 211. Giá là 1.500.000, con này là con uống anh em ha. Uống sắt mà bị gãy cái tay rồi, máy nó chạy bình thường. Rút ấm điện, nhé. Đợi mấy con kia sơ sơ ra. Ấm điện nhé, chặt quá. Rồi bóp đi. Cái này nó ra được tí xíu anh em nha. Đó, anh em về nhà dọn lại ha. Máy motor thì sống, chạy ngon lành cành đào luôn. Nhưng mà bị gãy cái tay đây anh em nha. Con này còn uống 16 sao? Uống 16 à. Nhỏ, uống nhỏ anh em ha. Đấy. Lật lại, lật lại. Đấy. Mã 211 giá 1.500.000 bao ship anh em ha. Bao ship bao sống con này ha. Rồi con này 212 giá 3 triệu đưa con không bàn ra. 3 triệu bao ship anh em nha, con này bao nặng luôn. Tem của nó đây anh em chụp màn hình lại chưa coi giúp em nha. Con này thì con Toshiba. Máy hoạt động bình thường anh em nha. Toshiba hoạt động chạy bình thường, gắm điện vô em, gắm điện con này vô. Bốn chân còn chạy. Mất cái nắp chụp này. Đây, bật lên là chạy luôn anh em nha. Bịch này lấy miếng giấy bịch lại, giấy xé nhỏ bịch lại lên hơi luôn á. Đó, em chỉ bao sóng thôi anh em nha, em không có bao hơi anh em ơi. Bật lại cho anh em nghe tiếng máy em chạy em ru luôn mà. Đó. Hàng con này hàng Toshiba. Rồi. Mã 212. 3 triệu nặng 50 kg anh em nha, bao ship anh em ha. Đó. Bao ship thôi anh em nha, bao ship bao sóng thôi. Rồi, con cuối cùng. Con này mã ủa, chưa, con này con mã 213, còn hai con nữa. Rồi con này là con không bàn. Đây. Đây con xuất của nó đây anh em chụp màn hình lại luôn anh em ha. Từ. Nó bị gãy hết một cái chân bàn này rồi. Đây. Con này cao 6 tấc. Mất dây cơ rò. Cao 6 tấc mất dây cơ rò anh em ha. Đây. Hơi xấu. Cái chân nó cũng bị mẻ một miếng ngay đây nè. Đấy. Chân nó bị mẻ một miếng ngay đây. Cao 6 tấc. Đầu kẹp con này đầu kẹp 13. Đấy, đầu kẹp 13. Đầu nó hơi cũ tí xíu anh em ơi. Nói chung là con này 6 gắm đi vô em. Motor thì còn sống nè. Nó vẫn chạy anh em nha. Đấy. Chạy êm ru luôn. Rồi con này bao sóng bao ship anh em nha. Mất dây co ro. Bị bởi cái này. Với lại tét cái miếng chân bàn tí xíu. Cao 6 tấc. Này. Vẫn chạy bình thường. Lên xuống là cứng nè anh em nha. Giờ tháo ra vệ sinh lại anh em ha. Nói chung con này là cũ. Rồi mã 213. Giá 1.500.000 bao ship anh em nha. 1.500.000 bao ship.
Rồi con này 214 là con cuối cùng. Gắm điện vô. Con này bị kẹt anh em nha. Gắm điện vô kẹt. Con này hàng của đây. Hitachi. Cookie da băng. 200W. 200W chứ không phải là 200V đâu anh em ơi. Rồi con này tôi nói đó nó bị kẹt nè. Rồi. Đấy, nó bị kẹt anh em nha. Đây, mà cái đồng hồ nó thì bị bởi nè. Test nè. Kéo ra em, kéo một chút. Super Bebico. Rồi, con này 214 giá 1.400.000 anh em về tự dọn ha. Bảo ship thôi anh em nha. Bị kẹt rồi, bảo ship. 214 1.400.000. Rồi, đó cũng là con cuối cùng anh em nha. Con này nặng 27kg anh em ha. Rồi anh em xem được con nào anh em ủng hộ em những cái mặt hàng nặng này cho đồng tổ anh em ha. Đó. Rồi em xin rất là cảm ơn luôn. Rồi, em cũng kết thúc video đây. Rồi cảm ơn anh em nha.